Kính bạch hòa thượng, thế nào là ban đầu thấy núi sông là núi sông? Tu một thời gian rồi, thấy núi sông chẳng phải núi sông. Sau khi kiến tánh rồi, thấy núi sông vẫn là núi sông. Ấy là nghĩa ba câu. Tất cả kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa đều có nghĩa ba câu đó, nhất là kinh Kim Cang. Lúc đầu thấy núi sông là núi sông là ở trong thế lưu bố tưởng sanh ra trước tưởng của người thường. Tu một lúc rồi thấy sự có là huyễn quá, cho đó là không, tức núi sông chẳng phải núi sông, vẫn còn ở trong thế lưu bố tưởng sanh ra trước tưởng. Trước kia thì chấp là phải, sau đó chấp chẳng phải, cũng là trước tưởng. Rồi tu đến cuối cùng được kiến tánh thì trước tưởng hết, chỉ còn thế lưu bố tưởng, cho nên núi sông vẫn là núi sông. Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là một niệm muôn năm, muôn năm một niệm? Bây giờ chưa kiến tánh, chưa tỏ ngộ thì đừng có cho là một niệm muôn năm hay muôn năm một niệm. Nói một niệm muôn năm cũng là chướng ngại, nói muôn năm một niệm cũng là chướng ngại, đều là việc trong chiêm bao. Nếu đã ra ngoài chiêm bao rồi, nói một niệm muôn năm cũng được, nói một là một cũng được, bởi lúc đó chỉ còn thế lưu bố tưởng thôi. Nay hễ nói một niệm muôn năm thì chấp vào một niệm muôn năm, nói muôn năm một niệm thì chấp vào muôn năm một niệm, cứ ở trong thế lưu bố tưởng sanh ra trước tưởng. Cứ nói đến giáo lý cao siêu, như ngài Trung Phong nói, dẫu cho Phật Thích Ca đem hết tất cả Phật pháp nhét vào bụng ông cũng còn không dính dáng với sự thức tỉnh, còn là việc trong chiêm bao. Dạ kính bạch hòa thượng, tham thiền để làm gì? Học tham thiền để làm gì? Để giải quyết vấn đề gì? Sư bà biết không? Là để giải quyết vấn đề của chính mình. Thông thường mọi người nói đến ta, nhưng cái ta này là cái gì? Cái thân này có phải là ta không? Con nít từ bụng mẹ sinh ra thì chấp cái thân con nít là ta. Đến khi lớn lên thì chấp cái thân người lớn là ta. Khi tuổi già lại chấp cái thân già ấy là ta. Đợi khi chết rồi đem chôn xuống đất biến thành đất, có thể chấp cục đất đó là ta không? Không được ư? Nếu cục đất chẳng phải là ta thì người già chẳng phải ta, người lớn chẳng phải ta, con nít cũng chẳng phải ta. Vậy mình giải quyết vấn đề gì? Rõ ràng là chẳng phải giải quyết cái thân này rồi, vì nó sau này sẽ biến thành đất. Nhiều người dù nghe tôi nói như thế vẫn chấp thật cái thân này. Bởi thân này rõ ràng do cha mẹ sinh ra, thì tại sao nói thân này chẳng phải ta? Này truy cứu cha mẹ từng lớp một, có cha mẹ đầu tiên không? Nếu có thì tôi xin hỏi, cha mẹ đầu tiên có cha mẹ không? Nếu có cha mẹ thì chẳng phải cha mẹ đầu tiên. Nếu không thì cha mẹ đầu tiên từ đâu ra? Có nhà khoa học nói là từ một hạt nguyên tử nhỏ tí ti dần dần hình thành con người. Cứ tạm cho là đúng đi, thì sự hình thành phải theo từng cấp bậc, như bào thai 10 tháng trong bụng mẹ, mỗi tháng có hình tướng khác nhau. Đến tháng thứ 10 thì hình thành một con người. Đem 10 tháng chia thành 10 cấp, mỗi cấp có hình tướng riêng biệt. Thế thì muốn hình thành một con người từ một hạt nguyên tử thì chẳng phải chỉ có 10 cấp. Này cho đó là 1 triệu cấp, mỗi cấp 1 năm, phải trải qua 1 triệu năm mới có thể từ một hạt nguyên tử thành một con người. Bây giờ chúng ta chỉ thấy cấp thứ nhất là một hạt nguyên tử, và cấp thứ 1 triệu là một con người, khoảng giữa chẳng ai thấy. Vậy chứng tỏ lý này không đúng sự thật. Nay rõ ràng thấy ai cũng có cha mẹ sanh, sao nói không đúng sự thật? Vì không có đời thứ nhất thì không có đời thứ nhì, đời thứ muôn muôn ngàn ngàn từ đâu sanh ra? Có người cho là do trời tự nhiên sanh ra hai ông bà, hễ xưa tự nhiên thì nay cũng phải tự nhiên. Sự thật thì lại chẳng phải như thế,
cho nên Đức Phật nói là vô thủy, chẳng có sự bắt đầu. Tại sao Phật nói là không có sự bắt đầu? Lấy gì để chứng tỏ? Nay mặc dù chúng ta chưa kiến tánh, nhưng vẫn chứng tỏ được. Muốn tìm sự bắt đầu thì phải tìm nơi thời gian, tìm mãi, tìm mãi. Thời gian chẳng có sự bắt đầu. Nếu thời gian chẳng có sự bắt đầu, thì vũ trụ vạn vật chẳng có sự bắt đầu, nên nói là vô thủy. Đã chẳng có sự bắt đầu, thì tất cả do đâu mà ra? Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo. Này chúng ta không tin được, tại sao? Vì nay còn đang ở trong mở mắt chiêm bao chưa thức tỉnh. Trong chiêm bao có Phật Thích Ca hiện thân thuyết rằng: pháp này chẳng thật, cái bàn này chẳng thật, ghế này chẳng thật, kể cả thân này cũng chẳng thật, thì làm sao tin nổi? Bởi cái nào đều có thật chất mà. Đến khi chúng ta tham thiền kiến tánh rồi, tức từ trong mở mắt chiêm bao thức tỉnh, lúc đó khỏi cần Phật Thích Ca giải thích, tự mình chứng tỏ những gì có thật chất ấy đều chẳng thật. Nhắm mắt chiêm bao không cần tu, đến sáng là tự thức tỉnh. Còn mở mắt chiêm bao, nếu không tu thì không bao giờ thức tỉnh được. Cho nên Phật dạy chúng ta đủ thứ pháp môn tu hành để đi đến thức tỉnh. Cũng có người nói rằng ta chẳng chấp. Nếu thật sự chẳng chấp thì hãy thử ra ngoài hành lang, nhảy từ lầu 3 xuống xem có dám không. Cho nên miệng nói là không được, phải thật sự thực hành đến lúc kiến tánh thì sẽ được thức tỉnh. Khi thức tỉnh rồi, sự hiểu biết trong chiêm bao đúng hay không đúng có ăn thua gì đâu. Giáo lý cao siêu hay thấp kém đều là việc trong chiêm bao. Đã thức tỉnh thì tự do tự tại, chẳng còn bị cảnh giới chiêm bao ràng buộc. Đó chính là mục đích của tham thiền, chứ không phải là muốn chúng ta ở trong chiêm bao học cái này cái kia cho đầy bụng. Này muốn ra ngoài chiêm bao, chỉ việc ôm chặt câu thoại đầu tham tới mãi, một ngày kia thình lình thức tỉnh, tự biết tự chứng tỏ, gọi là chứng ngộ. Dạ kính bạch hòa thượng, ngay trong giây phút này con thấy tâm được tự tại. Chẳng tiếc sự tự tại này là do tâm ý thức gạt hay con đã thức tỉnh từ chiêm bao? Dĩ nhiên là còn ở trong chiêm bao rồi. Kinh Lăng Nghiêm nói, cái biết tự tại đó, biết thanh tịnh đó là cái bệnh đã thành từ vô thủy. Theo Ngài Trung Phong thì đừng có biết tới gì cả, chỉ đề câu thoại đầu hỏi tới hoài. Một ngày kia thức tỉnh thì sự biết đó chẳng phải cái biết bệnh. Bây giờ biết tự tại cũng là bệnh, biết không tự tại cũng là bệnh. Trong Kinh Lăng Nghiêm có đoạn nói, kiến văn giác tri, mắt thấy tai nghe đều là bệnh đã thành từ vô thủy. Nhưng đoạn sau có nói, kiến văn giác tri vốn là Như Lai tạng, là tự tánh. Tự tánh thì chẳng phải bệnh. Thế thì làm sao phân biệt cái kiến văn giác tri của tự tánh hay kiến văn giác tri của bệnh? Kiến văn giác tri của tự tánh vốn chẳng sanh diệt, nó luôn luôn như thế. Còn kiến văn giác tri của bệnh thì có sanh diệt. Ví như con mắt thấy là sanh, không thấy là diệt. Lỗ tai nghe là sanh, không nghe là diệt. Cái ý biết là sanh, không biết là diệt. Còn cái không sanh diệt của tự tánh chẳng có sự thấy và không thấy, nghe và không nghe, biết và không biết. Này có biết tự tại là sanh, không biết là diệt, nên là bệnh từ vô thủy, chẳng phải cái chẳng sanh diệt của tự tánh. Kính bạch hòa thượng, quá khứ đã tạo bao nhiêu tội lỗi thì làm sao nhờ tham thiền có thể thành Phật được? Nói tội lỗi nghiệp chướng, ví như căn nhà đen tối. Đức Phật có nói, dù căn nhà đen tối một ngày đêm hay 100 năm, 1000 năm, đốt cái đèn lên thì đen tối liền hết. Như đang ở trong nhắm mắt chiêm bao, dẫu cho đi đầu thai thành trâu ngựa, theo nghiệp xoay chuyển cũng là việc trong chiêm bao.
thân trong kim bao tạo đủ thứ tội, bị chính phủ bắt, đánh khảo, ở tù, sợ hãi quá. Khi thình lình thức tỉnh thì tù tội trong kim bao, kể cả cái thân kim bao, đi đâu mà tìm? Vì ấy chỉ là do tâm tạo mà thôi. Cho nên chư Phật chư Tổ dạy chúng ta cần sự thức tỉnh từ kim bao, thì dù sự đen tối chỉ là một đêm, dù cho nghiệp chướng nhẹ, hoặc 1.000.000 năm, dù cho nghiệp chướng nặng, chỉ cần cái đèn đốt lên cùng hết một lượt, chẳng có trước sau. Kính bạch hòa thượng, tham thoại đầu không cho sử dụng thần thông, trong kinh Pháp Bảo Đàn, trong ngày Lục Tổ trải tọa cụ ra, rõ ràng là ngày sử dụng phép thần thông, vậy có trái với tông chỉ của Thiền Tông không? Nói ngày Lục Tổ là pháp thiền tham thoại đầu là không đúng. Có người hỏi tôi, tại sao kinh Pháp Bảo Đàn không có dạy người tham thiền? Tôi trả lời, nếu Lục Tổ dạy người tham thiền thì Ngài đã không đủ tư cách làm Tổ rồi. Bởi vì vào thời đại của Ngài chỉ là dùng thủ đoạn để khiến người khởi lên nghi tình mà chẳng tự biết mình đang tham thiền, gọi là vô tham tức chân tham. Vô tham chẳng phải không có tham, là không biết mình đang tham. Nói đến thần thông, chẳng những Lục Tổ, Phật Thích Ca trong các kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa đều có hiện tánh thần thông. Nhưng đó là vì quá độ chúng sanh, muốn khiến chúng sanh tin rằng tự tánh của mọi người đầy đủ thần thông biến hóa, vô lượng vô biên, chẳng kém Phật chút nào. Ví như trước khi giảng kinh Pháp Hoa, Phật thị hiện thần thông, phát ra ánh sáng chiếu khắp mọi thế giới. Phải biết, những thần thông đó mọi người sẵn đủ, không cần học, hễ có học là có sự thiếu sót vậy. Thiền Tông chỉ khi nào bất đắc dĩ mới hiện thần thông. Các vị Tổ thể hiện thần thông rồi thường là thị tịch liền. Hễ đệ tử hiện thần thông thì bị thầy quở, nếu không nghe lời vẫn tiếp tục hiện thần thông thì bị thầy đuổi. Lục Tổ trải tọa cụ hiện thần thông vì cần có đạo tràng để quá độ lợi ích cho chúng sanh, chứ chẳng phải muốn khoe tài và có cái ngã chấp. Tất cả đều chỉ là phương tiện của Phật, của Tổ, chớ nên chấp vào chỗ đó. Chánh pháp cần sự giải thoát, tức từ trong chim bao thức tỉnh, chẳng phải để tập luyện thần thông khiến còn mê thêm, chướng ngại sự thức tỉnh. Dạ kính bạch hòa thượng, Phật Thích Ca thành đạo cách đây 2519 năm hay từ vô lượng kiếp? Dạ cái nào đúng ạ? Có người hỏi, Phật Thích Ca thành Phật cách đây 2519 năm, tại sao trong kinh Pháp Hoa lại nói là Phật đã thành đạo từ vô lượng kiếp? Vậy cái nào đúng? Tôi trả lời, cả hai đều không đúng. Tại sao? Vì theo sự thật, kinh nói chúng sanh là Phật, tự tánh vốn là Phật thì không thể biến thành chúng sanh. Nếu tự tánh vốn là chúng sanh thì tu cách nào cũng chẳng thể thành Phật. Vậy tự tánh chẳng phải chúng sanh, chẳng phải Phật, thì làm sao có cái gọi là chúng sanh thành Phật? Sự thành Phật chỉ là phương tiện để giáo hóa chúng sanh thôi. Cho nên nói thành Phật từ vô lượng kiếp cũng được, nói thành Phật 2000 mấy năm cũng được. Bởi vậy Phật mới nói là nhất thiết duy tâm tạo thì chẳng thật. Và kính bạch hòa thượng, làm sao dứt được tập khí từ lâu đời? Tập khí đã quen từ vô thủy đến bây giờ nên rất khó bỏ. Ngài Lai Quả nói, vì tập khí vọng tưởng đã quen từ xưa đến nay mà câu thoại đầu còn mới lạ, nên phải tập cho câu thoại đầu quen. Thoại đầu quen được một ngày thì vọng tưởng là đi một ngày. Thoại đầu quen được một năm thì vọng tưởng là đi một năm. Đến khi thoại đầu quen thuộc lắm rồi thì vọng tưởng sẽ nổi lên không được. Chớ đó là chưa kiến tánh. Người đã kiến tánh phá được sơ quan rồi, tập khí cũng chưa hết. Phá được trùng quan rồi, tập khí vẫn còn. Phải tới lao quan mới sạch hết. Sạch hết là hết tập khí thế gian.
còn tập khí xuất thế gian phải đến khi chứng quả Phật mới hết được. Nhưng đã kiến tánh rồi thì sự tu đã hết, như chiếc ghe gần vào bờ, bỏ chèo bỏ chống tự nó đi vào. Chỉ cần mình được kiến tánh, sau khi kiến tánh mặc dù còn tập khí nhưng dần dần sẽ hết. Cho nên sau khi ngộ rồi cần có phần bảo nhiệm để dứt tập khí. Kính bạch hòa thượng, thế nào là thân tại gia, tâm xuất gia và thân xuất gia, tâm tại gia? Tại gia và xuất gia có bốn thứ. Có người thì thân tại gia mà tâm xuất gia, có người thì thân xuất gia mà tâm tại gia, có người thì thân tâm đều xuất gia, có người thì thân tâm đều tại gia. Nếu như thân tại gia, tâm xuất gia là hơn người thân xuất gia mà tâm tại gia, hãy thân tâm đều xuất gia là tốt hơn. Còn thân tâm đều tại gia thì không cần nói. Kỳ thật tu hành thì tại gia cũng tu được, xuất gia cũng tu được, không nhất định phải xuất gia mới là tu. Nhất là pháp môn tham thiền này, bất cứ lúc nào, nơi nào cũng tham được. Đi, đứng, nằm, ngồi, làm công việc bằng tay chân, trí óc, đã ăn cơm, ngủ nghỉ, chứ không cần ngồi một chỗ vắng lặng mà tu. Tại gia xuất gia đều chẳng chướng ngại. Nếu chấp rằng nhất thiết phải tại gia hoặc nhất thiết phải xuất gia mới tu, ấy là chấp trước, chướng ngại. Có người nói tôi không chấp, chẳng biết rằng nói như thế vẫn còn là chấp. Nếu người không còn chấp thì chẳng có nói câu này. Dạ kính bạch hòa thượng, tại sao tôn giả sư tử đã kiến tánh rồi còn phải trả nghiệp? Tôi đã nói, việc ở trong nhắm mắt chiêm bao không có thật. Cái thật là mình phải thức tỉnh. Còn ở trong chiêm bao thì chỉ biết việc trong chiêm bao, chứ không biết việc của thức tỉnh. Tôn giả mà người ta thấy ngài trả nghiệp, ấy là việc trong chiêm bao. Cũng như hỏi Phật Thích Ca thành Phật từ vô lượng kiếp hay chỉ có 2000 năm, đó là việc trong chiêm bao. Sư tử tôn giả cũng vậy, muốn cho người ta tin nhân quả nên nói là trả nghiệp. Thật sự thì người đã thức tỉnh rồi, làm sao còn trả nghiệp trong chiêm bao ư? Kính bạch hòa thượng, nghi tình của câu thoại đầu và cái nghi của tham sân si mạng có khác nhau không? Khác. Cái nghi của tham sân si mạng chỉ khiến mê lại thêm mê, còn nghi tình là cái nhân của ngộ. Cái nghi của tham sân si mạng là không tin, còn nghi tình là do tin mà sanh nghi. Khi đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình thì tất cả những tham sân si mạng, nghi và ác kiến đều tự động quét sạch, chứ không cần khởi niệm muốn quét. Kính bạch hòa thượng, dùng câu thế nào là đại ý Phật Pháp của Tổ Lâm Tế để tham có được không? Theo tôi biết thì không được, vì đó là công án của Lâm Tế, không phải là thoại đầu. Đối với đại ý của Phật Pháp, giáo môn không có tham thiền, chỉ cần học qua giáo lý cũng biết đại ý của Phật Pháp. Biết rồi thì làm sao khởi lên nghi tình? Còn về thoại đầu, ví như câu trước khi chưa có trời đất ta là cái gì, câu này thì học làm sao hiểu được, phải tham đến ngộ mới hiểu. Dạ kính bạch hòa thượng, tham thiền có vượt ra ngoài nhân quả không? Nhân nào quả nấy, nhân quả mỗi người mỗi khác, có thể sửa đổi nhân quả chứ không thể vượt ra ngoài nhân quả. Làm sao sửa đổi nghiệp nhân? Ví như kiếp trước đã tạo cái nghiệp nhân chết đói, kiếp này phải trả quả. Lúc tạo nghiệp nhân khiến người ta chết đói, tâm lực chỉ có một độ. Kiếp này chẳng có tu hành, tâm lực vẫn chỉ có một độ, thì nghiệp quả chết đói là định nghiệp, thế nào cũng phải trả. Bây giờ chuyên tâm tham thiền khiến tâm lực lên 2 độ, 3 độ, 5 độ, 10 độ,
thì nghiệp nhân lúc một độ được kéo lại sao? Kiếp này khỏi bị chết đói nữa. Tại sao? Vì tất cả do tâm tạo. Hễ nhân nào mạnh thì quả đến trước, nhân yếu kéo quả sau. Ví như người thế gian thiếu nợ, thế lực của ai mạnh phải trả trước, thế lực yếu trả từ từ. Nếu tâm lực ngưng ở 10 độ, không còn tham tiếp, khi nhân quả lúc 10 độ trả hết, sẽ đến 9 độ, rồi 8 độ, dần dần đến 1 độ. Nếu cứ tham mãi, tâm lực tăng dần từ 10 độ, 20 độ, 100 độ, 1 triệu độ đến thành Phật, thì nhân quả lúc 1 độ không thể hiện hành, nhưng nghiệp nhân vẫn còn. Đến khi thành Phật rồi, tất nhiên độ hết tất cả chúng sanh, và dĩ nhiên chủ nợ được độ trước, lúc đó nghiệp nhân mới hết. Chứ không có vượt ra ngoài nhân quả, bất quá là sửa lại trước hay sau thôi. Dạ kính bạch hòa thượng, nhập thất 3 năm tham thiền được không? Tổ sư thiền có câu: bất phá trùng quan, bất bế quan. Sau khi phá trùng quan rồi, chưa tới mạc hầu lao quan, còn phải qua sự bảo nhiệm. Nhập thất là để bảo nhiệm sự ngộ của mình, chứ không phải là nhập thất để tu, để tinh tấn. Người Việt Nam gọi bế quan là nhập thất. Kỳ thật, nhập thất là có hại mà chẳng có lợi. Tại sao? Vì chúng ta tu là phải đối cảnh mà chẳng bị nhiễm mới là tu. Còn hễ nhập thất thì không có đối cảnh, tưởng là yên ổn. Đến khi ra ngoài trở lại thì còn hơn hồi chưa nhập thất, nên không đúng với sự tu. Đây có một công án về sự tu nơi vắng lặng. Một ông tu sĩ dẫn theo một đứa bé tu ở trên núi. Trải qua 20 năm, đứa bé đã trưởng thành. Suốt ngày chỉ có hai thầy trò và các thú rừng. Một ngày kia, thầy dẫn trò xuống núi đi chợ. Người trò cảm thấy thứ gì cũng lạ, hỏi thầy đủ thứ. Cái này là cái gì? Cái kia là cái gì? Đến khi gặp cô gái, bèn hỏi thầy: đây là cái gì? Thầy bảo: con chỉ biết con cọp trên núi. Đây là con cọp chợ rất nguy hiểm, không được đến gần. Sau khi trở về núi, thầy hỏi trò: trong chuyến đi chơi vừa rồi, con có thích thú không? Con chẳng ham thích gì ngoài con cọp chợ. Câu chuyện trên chứng tỏ, hễ đối cảnh thì tâm khởi, nên nói nhập thất là không tu được. Trong Thiền Thất Khai Thị Lục, Ngài Lai Quả cũng kể qua câu chuyện lão bà đốt am. Do vị tu sĩ ấy chấp cái nhập thất, sao bị lão bà đốt cả am rồi mới ngộ. Chứ sự ngộ không phải do nhập thất. Người đời nay cứ cho là tu nhập thất lâu chừng nào tốt chừng nấy, ấy là sai. Sẵn dịp tôi nói luôn vấn đề 10 bức chăn trâu. Người đời lầm tưởng là của Thiền Tông, ấy là sai lầm. Hai chữ chăn trâu ở Thiền Tông nghĩa là bảo nhiệm, chứ không phải tu theo từng cấp bậc. Vì Thiền Tông là không tu theo cấp bậc, cái đó có thể là của giáo môn. Kính bạch hòa thượng, nếu không nhập thất ngồi tham với cái tâm như người thế gian thì hằng ngày làm sao tu? Đến khi nào thì mới ngộ? Trong đường lối tham thiền cũng đã nêu ra, đời nay có hai việc bị ngộ dần. Một là cho ngồi thiền là tham thiền. Hai là phải tu ở chỗ vắng lặng. Thực tế thì ngồi chỉ để điều thân, chứ không phải tham thiền cần ngồi. Như trong kinh Pháp Bảo Đàn, Thiền sư Trí Hoằng ngồi suốt 20 năm chẳng khởi một niệm. Trước khi Mã Tổ gặp Tổ Hoài Nhượng cũng chấp ngồi mãi, tưởng là có thể thành Phật. Thành Phật đâu phải do ngồi. Còn hễ chấp phải tu nơi vắng lặng thì câu chuyện con cọp chợ đủ để chứng minh. Lai Quả Thiền sư nói: chẳng thà ngủ ở nơi tòng lâm hơn là một mình tu ở trên núi. Vì ngủ ở trong tòng lâm, mặc dù chưa kiến tánh nhưng không có nguy hiểm. Một mình tu trên núi dễ xảy ra nguy hiểm. Có người tu đến phát điên, người thì đau tim ói máu vì không có điều thân, nhất là không phá ngã chấp.
Muốn kiến tánh thành Phật phải phá ngã chấp, chứ không cần tu chỗ vắng lặng. Lúc tu ở chỗ vắng lặng thấy tốt lắm, nhưng hễ bước ra ngoài gặp cảnh tâm liền bấn loạn thì sự tu đó cũng như không có tu vậy. Phải đối cảnh không bị nhiễm mới là tu. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa tại sao lấy Liên Hoa làm tên? Vì sanh nơi bùn lầy ô uế mà chẳng nhiễm, ấy mới là tốt. Nếu sanh nơi đất trong sạch thì đâu còn gì để nói. Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là biệt niệm? Khi nào thì mới hết biệt niệm? Có phương tiện nào không ạ? Khi đề khởi câu thoại đầu khởi lên nghi tình, ngoài nghi tình ra tất cả đều là biệt niệm. Mặc dù niệm đó cao hơn Phật, hoặc muốn làm Phật sự lớn độ hết tất cả chúng sanh, hoặc khởi niệm muốn tinh tấn, muốn thoại đầu miên mật, muốn trừ vọng tưởng, cũng là biệt niệm. Bất cứ niệm đó đúng hay không đúng, lợi ích hay không, đều là biệt niệm, chướng ngại sự tham thiền. Chư tổ Thiền Tông không có phương tiện gì, không được dùng phương tiện để dứt biệt niệm. Có một công án như sau: một ni sư tham câu chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Tham nhiều năm mà chẳng thấy gì, câu thoại thì lạc lẽo, cứ theo thầy hỏi, có phương tiện gì khác không? Hỏi mãi, thầy trả lời, có. Ni sư mừng rỡ, hỏi, xin thầy chỉ dạy cho. Thầy nói, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Ni sư liền ngộ. Kính bạch hòa thượng, thế nào là tham thiền, tức trì kinh? Tụng kinh và trì kinh khác nhau ở chỗ nào? Biên chép đọc tụng có thể nói là đang nghe Phật thuyết pháp. Mình đọc tụng thì tự mình nghe tiếng mình, tức nghe Phật thuyết pháp. Do nghe Phật thuyết pháp mà được tính giải, tin và hiểu là khai Phật tri kiến. Do tính giải mà thọ trì là thị Phật tri kiến. Thọ trì là lãnh thọ và thực hành đúng như pháp, chứ không phải đọc tụng là trì kinh. Đọc tụng mà không thực hành thì làm sao gọi là trì kinh? Do chứng đắc mà thành Phật gọi là nhập Phật tri kiến. Nhưng Phật tri kiến là gì? Là chẳng lập tất cả tri kiến. Cho nên tiểu thừa dứt hết tất cả kiến hoặc nơi dục giới thì chứng quả Tu Đà hoặc. Người đời nay cứ tìm hiểu tri kiến nên bị chướng ngại thêm. Dạ kính bạch hòa thượng, hòa thượng không thừa nhận là bậc thiền sư mà chỉ là một vị lão tham, nhưng sự giảng dạy của ngài rõ ràng đã vượt ra ngoài sự tham. Xin hỏi ngài đã chứng quả hay chưa? Tôi đã công khai nói là tôi chưa chứng quả và không có được cái gì cả. Vì điều thứ nhất trong đường lối thực hành tham tổ sư thiền là phải phá ngã chấp, là vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ. Chẳng phải là tôi có chứng đắc mà nói là không có chứng đắc. Sự thật là tôi chưa chứng đắc. Tôi cũng là bị sự hiểu biết chướng ngại, gọi là sở tri chứng. Tôi đã bị hại rồi nên không dám hại người khác nữa. Theo lời của ngài Lai Quả trong Thiền Thất Khai Thị Lục nói, quên là tiến bộ, quên thế giới, quên thân tâm, cả tên họ của mình cũng quên mới hy vọng kiến tánh được. Kính bạch hòa thượng, trong lúc đang tham thấy các cảnh giới an ổn, xong làm mất câu thoại đầu, vậy có phải thiền bệnh không? Lúc cảm thấy thanh thanh tịnh tịnh, không có nghi tình, cũng không có vọng tưởng, ấy là lọt vào vô ký không? Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu đang lúc cảnh giới an ổn, không có cái thân mà chẳng chấp thì là cảnh giới tốt. Nếu cho là tốt, ấy tức là tà. Người tham thiền đến khi vọng tưởng bớt rồi, thấy đủ thứ cảnh giới hiện ra. Chẳng những việc trong kiếp này, kể cả những kiếp trước cũng có thể hiện ra, nhưng đừng biết tới, chỉ đề câu thoại đầu tham tới mãi. Kính bạch hòa thượng, trong lúc tham, câu thoại bị gián đoạn lúc nào chẳng hay, hoặc tự khởi lên lúc nào cũng chẳng hay, vậy có sao không ạ? Phải tham liên tục mới tốt.
Nếu như ngưng tham lúc nào chẳng hay, khi biết được phải liền đề khởi câu thoại tham trở lại. Có người chỉ mới đề lên một câu, thấy có ghi tình thì ngưng đề, một lát sau mới đề thêm một câu nữa. Như vậy là có sự gián đoạn, là do mình không liên tục đề câu thoại. Phải đề liên tục, miên mật cho thành thói quen thì không bị ngưng. Có người không đề câu thoại vẫn có nghi tình, cho vậy là tốt cũng không được. Nói thoại đầu là phải khi đến thoại đầu, câu thoại tự mất. Nếu chưa đến thoại đầu mà bỏ câu thoại, mặc dù có nghi tình nhưng bị ngưng lúc nào chẳng hay, đến khi biết được đã bị gián đoạn một thời gian dài rồi. Cho nên nếu chưa đến thoại đầu thì không được bỏ thoại, phải đề nguyên câu thoại đầu, khi nào câu thoại tự mất mới thôi. Dạ kính bạch hòa thượng, có phải trong thiền tông tự mình tìm kiếm tri kiến Phật? Tổ sư thiền là giáo ngoại biệt truyền, khác hơn pháp quán của giáo môn. Còn nói thiền tông phải tự tìm kiếm tri kiến Phật, sự tìm kiếm ấy đã là bệnh rồi. Tổ sư thiền là không cho tìm hiểu, chẳng những không cho tìm hiểu cái khác, kể cả tìm hiểu tổ sư thiền, câu thoại đầu cũng không được, hiểu thiền hiểu đạo cũng không được. Tôi đã nói tham thiền là chánh nghi, có tâm đi tìm hiểu là hồ nghi. Còn nói tự đi tìm tri kiến Phật, ấy là đại vọng ngữ. Vì tổ sư thiền là vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ, không cho cầu cũng không cho có ý muốn chứng đắc, hoặc sợ rằng mình không chứng đắc, sợ ngộ rồi chẳng ai ấn chứng, vân vân, cũng không được. Kính bạch hòa thượng, hiện nay phát sinh nhiều loại thiền, đều nói là tu theo Phật pháp, vậy loại nào đúng, loại nào sai? Mười tông phái ở Trung Quốc nay chỉ nghe có bốn tông, sáu tông kia còn tồn tại không? Mười tông phái ấy là Đại Thừa tám tông, gồm thiền, tịnh, mật, luật, giáo môn bốn tông, Thiên Thai, Hiền Thủ, Tam Luận, Duy Thích và Tiểu Thừa hai tông, Thành Thật và Câu Xá. Nhưng hai tông này chỉ có danh nghĩa mà chẳng có phần thực hành. Nói tóm lại, giáo môn là vừa tìm hiểu vừa thực hành, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Còn thiền tông chỉ chú trọng phần thực hành, là muốn chúng ta ở trong mở mắt chiêm bao thức tỉnh thì khổ trong chiêm bao liền dứt. Chư Phật đều mong mọi chúng sanh thành Phật, nếu không thì như Trung Phong Pháp Ngữ nói, dẫu cho Phật Thích Ca đem hết tất cả kinh điển giáo lý nhét đầy bụng ông cũng chẳng dính dáng đến vấn đề sanh tử.